Trọng Hiếu kính chào quý khán giả, quý nhà nông đang đến với chương trình dự báo thời tiết thủy văn được phát định kỳ vào lúc 18:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube An Phước Nông. Kính thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong bản tin dự báo thời tiết thủy văn đầu năm Giáp Thìn năm 2024. Trọng Hiếu gửi lời chúc đến quý anh quý chú chúng ta có một năm mới vạn sự như ý và thật nhiều niềm vui nhé. Sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị chuyên gia quen thuộc Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp đến từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. Dạ vâng, Trọng Hiếu xin chào cô Điệp ạ. Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài. Dạ thưa cô, bản tin kỳ này chúng ta sẽ dự báo từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 1 năm 2024. Sau đây là phần 1 của chương trình hôm nay, thông tin tình hình thời tiết từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 1 năm 2024. Xin kính mời cô. 2024 là ngày 3 và ngày 4 tại Tháng Giêng, thì cái áp cao lạnh sẽ tiếp tục tăng cường về phía Nam và có cái cường độ không mạnh, mà sau thì lại được tăng cường trở lại. Do vậy mà khu vực các cái tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vài nơi, sáng sớm thì có cái sương mù làm cho cái tầm nhìn xa bị hạn chế, còn trưa chiều thì là trời nắng, đêm và sáng sớm thì là trời rét. Trong khi đó thì khu vực các cái tỉnh Nam Bộ ở rìa xa phía Nam của khối không khí lạnh kết hợp với cái nhiễu động trên cao. Vì thế mà khu vực các cái tỉnh Nam Bộ trời sẽ có phần chuyển nhiều mây hơn. Sáng sớm thì có cái mù nhẹ và tan dần đến trưa, còn ngày thì giảm mây và nắng với cái cường độ không quá nóng. Nhiệt độ trên toàn cái khu vực sẽ dao động ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Riêng ở cái khu vực miền Đông thì có nơi sẽ trên 34 độ. Chiều tối và đêm thì có cái mưa rào nhẹ xuất hiện trên cái diện là vài nơi. Còn ban đêm thì cái nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ dao động ở mức là từ 23 đến 26 độ. Đối với cái khu vực phía Bắc miền Đông sẽ dao động ở mức là từ 20 cho đến 22 độ. Tiết trời sẽ hơi se lạnh về đêm và sáng sớm. Và cái nhiệt độ ngày và đêm thì chênh lệch khá là cao. Do đó mà bà con nông dân cũng cần phải giữ gìn sức khỏe. Như vậy thì khoảng thời gian giữa tuần thì ngày nắng, đêm có mưa rào cục bộ trên diện hẹp, sáng thì có mù sương. Điểm đáng chú ý đó chính là sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá cao. Ở khu vực miền Tây thì biên độ nhiệt ngày và đêm khoảng 11 độ. Miền Đông Tây Nguyên biên độ nhiệt lại càng xa hơn, khoảng 14 đến 15 độ. Đây là một trong những cái biên độ nhiệt khá xa, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Để đưa ra được những cái yếu tố, những cái lưu ý canh tác thật chính xác, ngay sau đây Trọng Hiếu kính mời quý anh quý chú chúng ta sẽ cùng tiếp tục tham khảo tình hình thời tiết từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 1 năm 2024 đến từ Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp nha. Những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì áp cao lạnh ở phía Bắc di chuyển ra phía Đông và suy yếu. Đến ngày 7 và ngày 8 tháng 1 thì sẽ được tăng cường trở lại. Do vậy mà khu vực các cái tỉnh Nam Bộ chủ yếu là chịu tác động bởi có không khí lạnh ở phía Bắc khuếch tán về phía Nam, cho nên là thời tiết khá là ổn định. Riêng cái ngày 6 và ngày 7 do cái hội tụ gió hình thành ở trên cao sẽ gây mưa rào trên cái khu vực các cái tỉnh miền Đông và miền Tây trên cái diện là hẹp. Cục bộ thì cũng có cái mưa vừa, thời gian mưa sẽ vào trưa chiều, chiều tối và đêm. Cái nhiệt độ trong khoảng thời gian này thì ít thay đổi, phổ biến ở cái mức là từ 32 cho đến 34 độ. Riêng khu vực miền Đông thì sẽ có cái nắng nóng, còn ban đêm thì sẽ dao động ở mức là từ 22 cho đến 25 độ. Riêng ở cái phía Bắc miền Đông như là Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước, khu vực Tà Lài, Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai thì sẽ dưới 22 độ. Trong tuần thì thời tiết trên cái khu vực khá là ổn định, mưa xuất hiện nhưng mà cái thời gian mưa không lâu và cái lượng mưa là nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ngoài trời và du lịch. Kính thưa quý anh quý chú thân mến, như vậy thì tình hình thời tiết cuối và đầu tuần sau khá ổn định với những khoảng ngày nắng. Tuy nhiên thì có ngày 6 và ngày 7 tháng 1 thì chúng ta thấy là có mưa rào trên diện hẹp. Nó cũng không ảnh hưởng tới trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển lắm. Tuy nhiên mưa trái mùa như thế này thì tạo cái độ ẩm làm cho cái cây của chúng ta rất là dễ bị bệnh. Thời tiết có phần ít mưa hơn giữa tuần, tuy nhiên thì vẫn tiếp tục những khoảng ngày là ban ngày thì quá nóng, ban đêm thì quá lạnh, làm cho cái sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa nó không được tốt đẹp lắm. Lưu ý là quý anh quý chú chúng ta thấy là không chỉ ảnh hưởng tới cây lúa mà sức khỏe con người mình thì cũng bị cái yếu tố thời tiết này nó làm ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu như anh chú chúng ta có đi thăm ruộng vào ban sáng đó thì mình nhớ là mình mặc áo khoác, vào ban chiều thì lưu ý là chúng ta về sớm chút xíu để chúng ta tắm sớm,
À, tại vì nếu như mình tắm trễ, mình bị bệnh là bữa sau mình không có thể nào mình đi thăm ruộng được ha, quên quý chú ha. À, bên cạnh những cái yếu tố về tình hình thời tiết thì mực nước và xâm nhập mặn cũng được rất nhiều anh chú chúng ta quan tâm, đặc biệt là những khu vực có tiền sử bị xâm nhập mặn. Sau đây Trọng Hiếu kính mời thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những thông tin gửi đến tất cả quý vị. Còn đối với mực nước tại các cái trạm trên các cái sông miền Tây Nam Bộ sẽ xuống nhanh đến giữa tuần, sau đó thì sẽ lên nhanh trở lại. Đỉnh triều cường cao nhất ngày thì có thể xuất hiện vào những ngày cuối tuần ở cái mức là dưới báo động 1. Riêng cái khu vực trạm Phụng Hiệp thì ở cái mức là xấp xỉ báo động 3. Đỉnh triều đợt này thì có thể là sẽ ở cái mức là xấp xỉ hoặc là thấp hơn so với cái cùng kỳ năm ngoái 2023, từ 0,05 cho đến 0,1 mét. Còn mực nước chân triều tại hầu hết các cái trạm sẽ xuất hiện vào những ngày cuối tuần ở cái mức là xấp xỉ hoặc là thấp hơn so với cái cùng kỳ năm ngoái, từ 0,05 cho đến 0,2 mét. Ngoài ra thì cái khả năng xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì đến sớm hơn và cao hơn so với cái trung bình nhiều năm. Tại một số thời điểm thì có khả năng sẽ gây thiếu nước cục bộ do xâm nhập mặn sâu vào trong đất liền và diễn biến thì cũng khá là phức tạp. Do đó mà bà con nông dân cũng cần cập nhật kịp thời các cái thông tin dự báo khí tượng thủy văn để có cái biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn. Kính thưa quý chú thân mến, như vậy là mực nước sẽ xuống lẻ đến cuối tuần và nhanh chóng tăng cao trở lại. Tổng quát thì mực nước năm nay sẽ có xu hướng là từ bằng đến thấp hơn mọi năm, kéo theo xâm nhập mặn sẽ đến sớm với một cái cường độ khá cao. Do đó là trong những bản tin dự báo thời tiết thủy văn thì thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp luôn nhắn gửi quý chú chúng ta là phải có cái sự chuẩn bị thật là kỹ càng, nào là dự trữ nước ngọt nè, nào là cường lực và chống sốc cho cây trồng. Thì những cái yếu tố này sẽ giúp cho cây trồng của chúng ta phát triển và vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn trong thời gian sắp tới. Và sau đây là ít phút dành cho bà con ngư dân tại khu vực vùng biển phía Nam. Còn đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông thì bà con ngư dân cũng cần đề phòng gió giật mạnh. Vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau thì cái gió đông bắc có cường độ ở cái mức là cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Độ cao sóng thì từ 2 đến 4 mét, biển động. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang, bao gồm huyện đảo Phú Quốc và Vịnh Thái Lan thì trong tuần thì cái gió đông bắc đến đông ở mức là cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng thì từ 1 cho đến 2 mét. Trong tuần thì nhìn chung là gió trên cái khu vực vùng biển ở phía đông với cái cường độ trung bình đến mạnh và có cái gió giật. Do đó mà các cái phương tiện tàu thuyền ghe xuồng nhỏ thì bà con ngư dân cũng nên hạn chế ra khơi. Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Vâng, cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp rất là nhiều. Chúng ta cùng trở lại với quý nhà nông canh tác lúa. Tổng quát tình hình thời tiết từ nay đến đầu tuần sau sẽ là ngày nắng, có xuất hiện mưa rào cục bộ trên diện không nhiều vào trưa chiều và chiều tối. Sáng có sương mù, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cao. Do đó chúng ta sẽ có một số lưu ý canh tác như sau. Thứ nhất, thực hiện chống sốc cho các ruộng lúa ở giai đoạn đẻ nhánh nhằm giúp cho ruộng lúa đẻ nhánh khỏe, tăng cường số chồi hữu hiệu. Bằng cách là quen quý chú chúng ta sẽ kích đẻ nhánh bằng bộ ba giải pháp Aragon 620, trụ thép cải tiến và Supercat. Thứ hai, các anh chú có ruộng lúa chuẩn bị bước vào giai đoạn làm đồng thì mình lưu ý là mình đi thăm đồng thường xuyên, kiểm tra đồng lúa để có cái thời gian bón đón đồng chính xác nhất. Tại vì nếu chúng ta bón đón đồng hơi trễ thì ruộng lúa sẽ không có đầy đủ cái hàm lượng dinh dưỡng để hình thành số bông số hạt. Từ đó số bông số hạt của chúng ta giảm và dẫn đến năng suất ở giai đoạn sau cũng giảm. Bên cạnh bổ sung phân gốc thì Trọng Hiếu cũng gửi đến quý chú chúng ta bộ giải pháp toàn diện trong giai đoạn làm đồng, bộ đôi giải pháp vàng Carbofos Supercat để hạn chế hiện tượng đào ôn cổ lá nè, đào ôn lá, cũng như là giúp cho ruộng lúa của chúng ta hình thành số bông số hạt được tốt hơn, hạn chế tình trạng lép trắng lép xanh khi trổ. Thứ ba, giai đoạn lúa trổ lạc sạc để hạn chế tình trạng muối hạt ở giai đoạn sau. Do yếu tố thời tiết, anh chú cần tác động Happigon cộng khuẩn ABN cộng Carbofos cộng Supercat với tác động toàn diện giúp cho bông lúa khỏi ảnh hưởng của nấm bệnh và điều kiện thời tiết bất lợi. Và cuối cùng, hiện tại thì đối tượng muỗi hành và đại phấn trắng vẫn còn tiếp tục gây hại một số khu vực. Do đó là anh chú chúng ta lưu ý phun xịt để quản lý đối tượng này. Nên nhớ là thần công cộng thấm sâu 30 giây đối với muỗi hành và Medino cộng thấm sâu 30 giây đối với rệ phấn trắng nha.
Cuối lời thì Trọng Hiếu thay mặt anh em cảm ơn quý anh chú đã theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp đã đồng hành cùng với Trọng Hiếu trong suốt năm vừa qua và tiếp tục đồng hành trong năm nay nữa. Hy vọng là sẽ mang đến cho quý anh quý chú chúng ta những thông tin thật sự là hay, thật sự là hữu ích, từ đó mình ứng dụng vào canh tác trên ruộng lúa nha. Trọng Hiếu xin chào và hẹn gặp lại bà con ở chương trình kỳ tới.